không xong rồi, đưa cái cao về. Đại ca ơi, đi ra kia đi, cho đại ca ngủ. À, phải làm sao bây giờ? Tao biết làm sao được. Giờ đợi một lúc nữa, xem đại ca có tỉnh không. Dây dày kìa. Đại ca, đại ca làm sao đấy? Chúng mày dám bảo tao làm sao? Không, em không chơi cả. Úp mặt vào tường đi nào. Đánh đâu mới đúng. Ôi, mày không thấy cái đại ca bị cô đẻ giả kêu chúng mày vui. Nó dùng vũ khí gì mà vít bên kia? Hãy tao mày điện trộm cái bó đi. Được rồi. Let's go! Wow! Súp của tao! Anna!
我还不说。